Xin chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp lại nhau trong cái bài học tiếp theo của môn hóa lớp 10. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em đến cái bài số 2 của chương trình hóa học lớp 10. Thì trước khi vào bài mới thì chúng ta sẽ cùng ôn lại bài cũ thông qua cái phiếu học tập số 1 với hai cái câu hỏi liên quan đến những cái kiến thức đã học ở cái bài số 1. Câu số 1. Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử được cấu tạo từ những hạt nào? Đặc điểm của từng loại hạt. Câu số 2. Trong một nguyên tử thì những hạt nào mang điện? Và mối quan hệ của chúng. Chúng ta sẽ làm ngay ra vở và sau đó thầy sẽ kiểm tra bất kỳ, có thể là một số bạn hoặc có thể là cả lớp, thì thầy để thầy sẽ có kiểm tra. Rồi, chúng ta ghi xong vậy. Ta sẽ chuyển vào cái bài mới. Cái bài thứ hai thầy giới thiệu đến các em hôm nay đó là bài về hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học và đồng vị. Bài này gồm có các cái nội dung sau đây. Thứ nhất đó là về hạt nhân nguyên tử, phần mục 1 lớn. Mục 2 lớn đó là về nguyên tố hóa học. Mục thứ 3 là đồng vị. Mục thứ 4 là nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hóa học. Và cái phần thứ 5 đó là cái phần bài tập củng cố. Thì chúng ta sẽ lần lượt đến với 5 cái phần này. Cụ thể. Thầy sẽ giới thiệu đến các em những cái khái niệm mới, nên các em chú ý ghi chép đầy đủ. Cái phần một lớn là hạt nhân nguyên tử. Ta đi cái phần một nhỏ là điện tích hạt nhân. Ở đây, tại vì cái từ ngữ này được sử dụng nhiều, nên ở đây thầy có viết tắt cái chữ điện tích hạt nhân. Em chú ý nhé. DTN. Lát nữa thì những cái từ điện tích hạt nhân thầy sẽ thay bằng cái cụm chữ cái này nhé. Em chú ý. Thế thì nếu như mà cái nguyên tử mà có Z proton thì như chúng ta đã biết thì như vậy cái điện tích hạt nhân tương ứng của nó là Z cộng, tức là cái số đơn vị điện tích hạt nhân của nó sẽ là Z. Và đương nhiên thì cái số đơn vị điện tích hạt nhân nó chính là số proton rồi. Và bài trước như chúng ta đã biết là số proton thì luôn luôn bằng là số electron. Bài số 1. Thầy để nhấn mạnh cái phần này, trong các nguyên tử thì số P và số E luôn bằng nhau. Như vậy thầy giới thiệu cho các em cái giá trị đầu tiên đó là điện tích hạt nhân. Các em nhớ ký hiệu bằng chữ Z nhé. Thì ta nhớ cho thầy là Z bằng P bằng E, ngắn gọn là như thế. Cái đại lượng thứ hai mà thầy giới thiệu đến các em đó là cái số khối. Số khối của nguyên tử thì ký hiệu bằng cái chữ A lớn. Thế thì số khối là gì? Thì số khối là tổng cái số hạt proton và tổng cái số hạt neutron của hạt nhân. Như vậy thì rất là cái khái niệm rất là đơn giản.
Như vậy thì cái biểu thức của chúng ta sẽ là gì? Số khối A sẽ bằng là Z cộng N, trong đó Z chính là gì? Tổng cái số hạt proton. Bởi vì số hạt proton bằng cái số đơn vị điện tích hạt nhân Z nên ta thay cái số P bằng Z. Và số N trong ký hiệu bằng chữ N, như vậy biểu thức của chúng ta là số khối sẽ được tính bằng cách là bằng Z cộng N, trong đó Z là số proton. Chú ý công thức các em nhé, phải thuộc. Ví dụ thứ nhất thì hạt nhân nguyên tử nhôm thì nó có 13 proton và 14 neutron. Vậy cái số khối của nhôm là bao nhiêu? Thì cái này ta vận dụng công thức rất là dễ dàng thôi. Người ta đã cho là có 13 proton, có nghĩa tương ứng là Z bằng 13 đây này. N bằng là 14 đây này. Vậy tìm cái số khối A này thì ta thay số, ta sẽ được ngay biểu thức là như vậy thì cái số khối của nhôm sẽ bằng 13 cộng với là 14 và đương nhiên là 27. Rất dễ dàng. Để hiểu kỹ hơn thì ta sẽ đến với cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai đó là nguyên tử clo có khối lượng là 35 và có 17E. Cho biết cái số N của clo, tức là số nơ trong đấy các em. Thế thì với cái ví dụ hai này thì các em nhìn trên cái công thức này ta xem là nó đã có đề bài để cho chúng ta những cái gì rồi. Thứ nhất là đề bài đã cho số khối A của clo là 35, có nghĩa là cho giá trị của A. Cái giá trị thứ hai đó là nó cho 17E. Trong cái công thức này thì nó không có liên quan gì đến số E. Nhưng bài trước và cái phần phía trên thì ta lưu ý là cái số E và số P bằng nhau. Tức là số E nó cũng chính là số gì đây? Chính là số Z. Như vậy bài này tương ứng 17E, tức là ta có thể coi như là cái Z bằng 17 rồi. Như vậy tìm N thì quá dễ dàng. Ba đại lượng chúng ta đã biết hai là A và Z. Thì chúng ta thì cần làm như thế này. Từ cái biểu thức A bằng Z cộng N thì ta rút ra được N sẽ bằng A trừ Z. Và như thầy đã nói Z chính là 17, A là 35, thì ta sẽ tìm được cái số nơ trong của clo sẽ là 18. Như vậy qua hai cái ví dụ thì mong rằng các em nắm được, vận dụng được công thức số khối cũng như điện tích hạt nhân. Chuyển sang cái phần tiếp theo. Phần hai lớn, nguyên tố hóa học. Đi cái phần một nhỏ định nghĩa thế nào là nguyên tố hóa học. Thế thì nguyên tố hóa học nó được định nghĩa rất là ngắn gọn như thế này. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử mà có cùng điện tích hạt nhân. Những nguyên tử em chú ý có những cái câu trắc nghiệm, câu bài tập mà nếu mà vững có cùng điện tích. Tôi lấy ví dụ như thế là những nguyên tử mà có số những nguyên tử số đơn vị điện tích hạt nhân là 6 thì nó đều thuộc là cùng nguyên tố carbon. Đại loại là tất cả những nguyên tử mà có cùng cái đơn vị điện tích hạt nhân là đều của cái nguyên tố hóa học. Đi cái phần thứ hai đó là số hiệu nguyên tử. Đây cũng là một cái
đại lượng mới. Thế thì nó được định nghĩa như thế nào? Thì ta lưu ý là số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố thì được gọi là số hiệu nguyên tử. Như vậy, cái số hiệu nguyên tử này nó liên quan đến cái điện tích hạt nhân. Nó chính là cái số đơn vị điện tích hạt nhân các em. Như vậy, cái đơn vị điện tích hạt nhân ký hiệu là Z. Như vậy, ta sử dụng cái số hiệu nguyên tử là Z luôn. Như vậy, tóm lại, ở cái phần này các em chỉ cần nhớ là số hiệu nguyên tử thì chính là Z. Và Z thì như ta đã biết, nó chính bằng P bằng E. Ta sang cái phần 3, đó là ký hiệu nguyên tử. Lại cũng là một cái khái niệm mới. Ký hiệu nguyên tử. Cái này thì chắc chúng ta đã sử dụng bảng tuần hoàn rồi, nhưng mà các cái ký hiệu của từng nguyên tố trên đó thì chắc chúng ta cũng chưa tìm hiểu. Ta tìm hiểu kỹ hơn về cái ký hiệu nguyên tử các em nhé. Nó gồm cái gì? Về cơ bản thì cái ký hiệu nguyên tử nó được hợp thành bởi ba cái yếu tố. Đây là một cái ô vuông trong cái bảng tuần hoàn các em. Thì cái phần chữ cái to nhất đó, tương ứng ở đây thầy lấy ví dụ ở đây là X, thì nó chính là thể hiện là cái ký hiệu của nguyên tử. Ví dụ như thể clo, ví dụ như thể đồng, oxy, nhôm, sắt thì nó sẽ nằm ở đây. Có hai cái chỉ số ở bên phía tay trái, ở trên và dưới, góc phía trên và góc phía dưới bên phía tay trái. Thì cái góc phía trên và bên tay trái nó sẽ tương ứng là cái giá trị của số khối A tương ứng với nguyên tố đó. Được chưa ạ? Rồi cái góc bên trái phía dưới nó sẽ tương ứng là số hiệu nguyên tử Z của cái nguyên tố đó. Và đây, để hiểu kỹ hơn nữa thì các em sẽ đến với cái ví dụ số 1. Thầy cho là cái ký hiệu nguyên tử của natri là như thế này, Na1123. Thì cái ký hiệu này cho ta biết được cái điều gì? Thì một cái ký hiệu nguyên tử nó gần như sẽ cho chúng ta biết được toàn bộ về cái đặc điểm cấu tạo của cái nguyên tử đó. Cụ thể với cái ký hiệu này thì chúng ta có thể suy ra được những cái điều gì? Từ cái đặc điểm cấu tạo này thì chúng ta có thể dễ dàng đưa ra được các cái đó là gì? Natri sẽ có số hiệu nguyên tử là 11. Đây. Cái 11 này nó tương ứng với cái Z, và so sánh hai cái công thức này tổng quát và cái cụ thể này. Thì cái phía bên dưới tay trái bên dưới thì ở đây tương ứng là 11, và Z là 11. Như vậy là số hiệu nguyên tử của natri là 11. Đương nhiên cái số đơn vị điện tích hạt nhân của nó cũng là 11. Mà bởi vì Z bằng P bằng E nên đương nhiên natri nó sẽ phải có là 11P và 11E. Và ngoài ra thì ta sẽ tìm được là cái số hạt nơ trông của nó nữa. Số hạt nơ trông nó sẽ là lấy cái số khối A mà ta đem trừ cho cái số P, tức là số hiệu nguyên tử Z đấy. Cụ thể ở đây là ta lấy 23 trừ 11. Bởi vì A thì bằng Z cộng P mà P thì bằng E. Nên tóm lại số N sẽ bằng A trừ Z. 23 trừ 11 bằng 12. Số khối là bằng 23. Và đến với cái ví dụ thứ hai. Đó là cái ký hiệu nguyên tử clo là 1737. Nó sẽ cho ta biết những gì về nguyên tử clo. Cái ví dụ này thì các em sẽ làm cho thầy thời gian khoảng 30 giây nhé. Làm cho vở. Và sau đó các em sẽ so sánh cái kết quả sau 30 giây nữa. Mời các em làm.
Rồi, chúng ta đã hết cái thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ so xem cái kết quả của các em làm với cái kết quả thầy đưa ra nhé. Về điện tích hạt nhân thì chúng ta dễ dàng tính được giá trị sẽ là 17 cộng. Bởi vì sao? Bởi vì cái số hiệu nguyên tử ở đây là tương ứng ở đây là 17, tức là nó có 17 proton. Mà 17 proton thì có nghĩa là cái điện tích hạt nhân nó phải là 17 cộng. Đương nhiên là cái số hiệu nguyên tử là 17 rồi, Z bằng 17. Số E thì nó sẽ bằng số P, nên chắc chắn số E sẽ phải bằng 17, bởi vì E bằng P bằng Z. Và số neutron, tức là số hạt N, sẽ phải bằng là 20. 20 ở đây lấy đâu ra các em nhỉ? À, chúng ta lấy số khối A trừ cho số hiệu nguyên tử Z, 37 trừ 17 ta sẽ được là 20. Vậy qua hai ví dụ thì các em có thể là hiểu kỹ hơn về cái ký hiệu nguyên tử và cái thông số tương ứng. Ta chuyển sang cái mục 3 lớn, đó là đồng vị. Cái khái niệm nghe có vẻ khá là trừu tượng. Thế thì đồng vị là gì? Thì các em chú ý, người ta đưa ra cái khái niệm đồng vị như sau. Đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơi trong, cùng nhau về số proton nhưng khác nhau về số nơi trong, hay nói cách khác là số đơn vị điện tích nó sẽ là như nhau, hay số hiệu nguyên tử sẽ giống nhau nhưng số khối A có thể là giống hoặc khác. Và chú ý nhé, ví dụ như thế này. Ví dụ như nguyên tử hydro, ta có tương ứng ký hiệu và cái thông số phía trên. Như vậy ta thấy cái hydro thứ nhất là tương ứng ở đây là số 1, nhưng cũng là hydro, nhưng đây là số 2, hydro thì đây là số 3. Như vậy ba cái nguyên tử hydro nhưng số khối khác nhau. Tuy nhiên cái số hiệu nguyên tử là như nhau, đều là số 1. Thì người ta gọi ba cái này hydro này là đồng vị của nhau. Đây, nó có cùng cùng số P nhưng khác nhau về số N. Tương ứng ta dễ dàng tìm được số N trong hydro đồng vị hydro 11, số N trong hydro 21 và số đi trong trong hydro 31. Hay ví dụ như thế là carbon, thì chúng ta có hai đồng vị là carbon 12 và carbon 13. Thì cái số khối nó có thể khác nhau nhưng mà cái số hiệu nguyên tử hay số P nó phải là như nhau, đều là 6. Các em đã hình dung ra là đồng vị là thế nào chưa? Đây, hai cái đồng vị của carbon, ba đồng vị của hydro. Đặc điểm là cái phần Z, tức là số hiệu nguyên tử giống nhau nhưng ở trên có thể là khác nhau. Chúng ta ghi vào để nếu chúng ta quên thì ta mở ra ta xem lại, ta sẽ hiểu ngay được. Ngoài hai đồng vị này thì trong tự nhiên nó còn cũng khá nhiều cái đồng vị của các nguyên tố khác nữa. Tuy nhiên ở đây thì thầy chỉ đề cập hai cái ví dụ thôi, vì cái thời lượng nó không cho phép thầy đưa ra nhiều cái ví dụ. Ta chuyển sang cái mục là 4. 4 là mà. Đó là nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hóa học. Ta đi phần 1 nhỏ là nguyên tử khối. Thế thì nguyên tử khối là gì?
nguyên tử khối của một nguyên tử thì nó cho biết là khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị của khối lượng nguyên tử. Nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử. Khối lượng nguyên tử thì nó sẽ bằng là như chúng ta đã biết, nguyên tử thì nó được cấu tạo bởi ba loại hạt, hạt P, hạt N, hạt E. Giống như một công trình thì nó được xây dựng bởi ba cái vật liệu này. Như vậy thì khối lượng nguyên tử nó sẽ phải bằng là tổng khối lượng của ba cái loại hạt này cộng lại. Nhưng các em lưu ý ở bài trước thì thầy đã nhắc các em đó là gì? Cái khối lượng của electron á, so với khối lượng của hạt proton và hạt neutron á, thì nó là rất nhỏ. Nên một cách gần đúng thì khối lượng nguyên tử nó sẽ bằng là MP cộng với là MN, tức là bằng khối lượng của số hạt proton cộng với khối lượng của số hạt neutron. Và tương ứng nó sẽ là bằng chính là cái A, A lớn. Như vậy nguyên tử khối ký hiệu bằng chữ A lớn và nó chính bằng MP cộng với MN. Ta đi sang cái mục thứ hai, đó là nguyên tử khối trung bình. Cái này là đối với những nguyên tử mà có nhiều cái đồng vị thì chúng ta phải sử dụng cái giá trị gọi là nguyên tử khối trung bình. Thì nó khác cái nguyên tử khối ký hiệu ở trên, đó là nó thêm một cái gạch ngang ở trên đầu. Thế thì nguyên tử khối trung bình được tính như thế nào? Với một nguyên tố có nhiều đồng vị thì nguyên tử khối sẽ được tính làm sao? Ví dụ như carbon 6-12, carbon 6-13. Vậy thì ta sẽ lấy cái giá trị A là cái giá trị nào? Thế thì ta có biểu thức như sau. Nguyên tử khối trung bình. Ở đây thầy đưa cho cái ví dụ là giả sử một nguyên tố chỉ có 2 đồng vị thôi. Thì nguyên tử khối trung bình nó sẽ bằng tính bằng biểu thức A nhỏ nhân X lớn cộng B nhỏ nhân Y lớn và chia cho 100. Trong đó, cái A là phần trăm của đồng vị X. Nha. A là phần trăm của đồng vị X. Còn B là cái phần trăm của cái đồng vị Y. Ta sẽ có khá nhiều cái bài tập về cái phần này. Các em sẽ làm cho thầy các cái ví dụ sau đây để ta hiểu rõ hơn về cái công thức tính nguyên tử khối trung bình. Quý công thức nhé, và các cái đại lượng tương ứng trong công thức. Ta sẽ đến với cái ví dụ thứ nhất. Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền gồm clo 17-35, cái đồng vị này nó chiếm 75,77% và cái clo 17-37 là cái đồng vị thứ hai nó chiếm là 24,23%. Vậy hỏi nguyên tử khối trung bình của clo là bao nhiêu? Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức ở bên vừa giới thiệu phía trên, chúng ta sẽ tính cho thầy như sau. Nguyên tử khối trung bình của clo sẽ bằng lấy cái phần trăm của đồng vị thứ nhất. Tại đồng vị thứ nhất phần trăm là 75,77, được chưa? Rồi nhân với cái số khối của đồng vị thứ nhất, đồng vị thứ nhất là đồng vị clo 35. Như vậy số khối tương ứng của nó là 35. Đấy, cái số khối nhân với phần trăm. Tự như thế với đồng vị clo 37 thì chúng ta cũng lấy cái phần trăm ta nhân với tương ứng số khối.
và trên 100. Ta tính ra ngay, bấm máy tính ta ra ngay được là 35,5. Cái này thì hoàn toàn áp dụng công thức thôi, khá là dễ dàng. Thầy nghĩ bạn nào cũng có thể làm được. Tôi sẽ cho một cái ví dụ khó hơn một chút. Đó là ví dụ thứ hai. Cái nguyên tử đồng thì nó có hai đồng vị bền. Đó là đồng 65 và đồng 63. Biết cái nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Yêu cầu là tính phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị. Cái bài này. Vậy thì việc đầu tiên để giải quyết được cái bài này á, thì các em nên viết cái công thức liên quan đến nguyên tử khối trung bình ra. Đây. Được chưa? Viết cái công thức liên quan ra và ta xem trong cái công thức đó thì đề bài đã cho chúng ta những cái giá trị nào rồi. Với các cái dữ kiện của bài toán đã cho thì ta xem là những giá trị nào ta đã biết. Thì từ đó chúng ta sẽ định hướng được. Bài này là một bài toán ngược lại với cái ví dụ số 1. Thế thì cái hướng giải quyết của bài này như sau. Bởi vì bài này thì người ta lại đang bắt mình tìm cái phần trăm của đồng vị. Như vậy bài này có nghĩa là bài này chúng ta sẽ phải đi tìm cái phần trăm, tức là tương ứng cái giá trị A và B. Thế các em để ý nha. Thầy đặt cái phần trăm của cái đồng vị 65 là A. Phần trăm của đồng 65 là A. Thì bởi vì trong cái nguyên tử đồng á, đồng nó chỉ có hai đồng vị. Nên nếu mà phần trăm đồng vị thứ nhất là A thì cái phần trăm của đồng vị thứ hai, tức là cái B nhỏ tương ứng trong cái công thức tổng quát, nó sẽ phải bằng 100 trừ cho A. Bởi vì tổng phần trăm thì bao giờ nó cũng phải bằng là 100%, đúng không các em? Mà đây chỉ có hai hai đồng vị thôi thì cái thứ nhất mà là A thì cái thứ hai, tức là cái đồng 63, nó sẽ phải bằng 100 trừ A. Như vậy thì nó sẽ quy về từ hai ẩn số, nó sẽ chỉ quy về một ẩn, đó là A thôi. Bởi vì B đó là được thay thế bằng 100 trừ A. Được chưa? Thế lúc này ta có giá trị A trung bình rồi này, ta có giá trị X, có giá trị Y rồi, thì ta thay vào cái công thức tổng quát. Đây, từ cái công thức tổng quát. Thì ta đã có A rồi, vẫn là A này. Nhưng cái B này các em sẽ đổi thành là 100 trừ A. Rồi cái X là số khối của đồng vị thứ nhất, tương ứng là 65. Và cái Y là số khối của đồng vị thứ hai, tương ứng là 63. Ta thay vào công thức này. A trung bình đề bài cho nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Nó sẽ bằng lấy là phần trăm nhân với số khối. Đây, ta đã đặt đây. Rồi, tương ứng cái B ở đây ta thay bằng 100 trừ A. Và ta nhân với số khối trên 100. Đến đây, thì các em nên bấm máy tính. Không nên giải chi tiết. Các em bấm máy tính, giải ra luôn cho thầy được. A nó sẽ bằng là 27. Rất dễ dàng các em. A bằng 27 thì chúng ta sẽ kết luận được ngay đó là gì? Vậy thì cái phần trăm của cái đồng vị đồng 65 sẽ là 27%. Và phần trăm của đồng vị đồng 63 sẽ là 73%. Thì đây là một cái bài tập mà chúng ta cũng sẽ gặp khá nhiều trong các cái chuyên đề về nguyên tử. Em lưu ý cái cách làm bài toán với hai đồng vị. Chúng ta chuyển qua cái phần tiếp theo. Phần bài tập củng cố. Sau khi mình kết thúc toàn bộ cái phần lý thuyết thì để củng cố cái kiến thức cho các em thì chúng ta sẽ làm một số cái bài tập sau đây.
Câu số 1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng. Tôi có 4 đáp án. Đáp án A là có cùng số khối, đáp án B là có cùng điện tích hạt nhân, đáp án C là số neutron và đáp án D là số neutron và số proton. Các em suy nghĩ trong 5 giây và đưa ra cái đáp án cho thầy nhé. Như vậy, cái đáp án đúng của chúng ta ở đây phải là gì ạ? Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân là đáp án chính xác. Hay nói cái khác là nếu mà nhìn vào ký hiệu thì các em thấy nó có cùng cái Z. Đến với cái câu hỏi số 2. Tổng cái số hạt proton, neutron và electron có trong nguyên tử rubidi với cái ký hiệu tương ứng thế này là bao nhiêu? Tôi có 4 cái đáp án tương ứng là 49, 86, 37 và 123. Tổng số hạt các em nhé. Nếu mà cách thông thường thì muốn tìm tổng số hạt thì các em phải tìm ra số hạt P bằng bao nhiêu này, số hạt N bằng bao nhiêu này, số hạt E bằng bao nhiêu này. Và sau đó chúng ta cộng ba cái số lượng ba cái loại hạt này lại thì nó sẽ ra thôi. Còn có cách nhanh thì ta nhìn cái ta bấm ra đi. Và đáp án của chúng ta ở câu này sẽ là gì? Đáp án của chúng ta là tổng số hạt sẽ là 123. Và vì sao có cái con số này? Thì cái phần việc đó thì lát nữa thầy sẽ có cái phần việc giao cho các em nhé. Và ta đến với cái câu số 3. Cho các nguyên tử có số P và số khối lần lượt. Các nguyên tử với số P, ví dụ nguyên tử X, số P là 6, số khối là 12. Tương tự với Y, Z, B, T. Người ta hỏi là nguyên tử đồng vị gồm. Ta có 4 đáp án. Để làm được cái câu này thì các em phải nắm được cái khái niệm đồng vị. Thế nào là đồng vị? Chúng ta chú ý đồng vị là những cái nguyên tử mà nó có cùng cái gì nhỉ? Điện tích hạt nhân hay nó có cùng số số P. Chúng ta nhìn đây những nguyên tử nào nó có cùng số P nhỉ? Ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án, đó là đáp án C, nguyên tử X và nguyên tử Z. Nó đều có số P là 6, tức là số đơn vị điện tích hạt nhân của nó đều là 6, thì nó là đồng vị của nhau, chính xác. Câu thứ tư là nguyên tử nào có nhiều neutron nhất trong số các cái nguyên tử sau? Nguyên tử nào có nhiều neutron nhất? Để làm được cái câu này thì chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy công thức số khối tính bằng công thức gì. Thì ta nhớ số khối A sẽ bằng là N cộng Z. Cho nó N là số neutron và Z là số hiệu nguyên tử. Thì chúng ta sẽ tìm được ngay cái đáp án đúng ở đây. Cái nguyên tử mà có nhiều neutron nhất chính là kẽm với số neutron là 35. Thế thì thầy vừa giới thiệu xong cho các em toàn bộ cái nội dung kiến thức của cái bài số 2 trong chương trình hóa học lớp 10. Thì cái phần cuối thì có đôi lời dặn dò các em như thế này. Là các em sẽ làm cho thầy cái phiếu số 1 mà ở trong bài thầy đã nói. Và cái phần thứ hai đó là các em sẽ tính cụ thể cái số hạt EPN của cái nguyên tử rubidi trong cái câu số 2 ở cái phần củng cố cho thầy nhé. Các em làm cho vở luôn. Và sau đó sẽ nộp lại bài cho thầy.
bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.